Chào các bạn đã đến với kênh của mình. Như các bạn cũng biết, thời tiết hiện nay đang trong thời gian đổ mưa to, bão lớn khiến rất nhiều nơi bị lũ lụt hoặc gây những cây to lớn đổ xuống khiến rất nhiều người dân bị thiệt hại về nhiều thứ, mùa màng, của cải hay cả thậm chí là cả ngôi nhà của mình. Có những người vì cố sửa sang lại mà dẫn đến thiệt mạng. Cụ thể vào sáng nay, ngày 16 tháng 5, hôm nay người dân đã phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế lửng lơ trên cột điện. Sau khi trèo lên cột điện, người đàn ông được mọi người phát hiện bất tỉnh, treo lơ lửng ở độ cao khoảng 4 mét. Vào sáng nay, ngày 16 tháng 5, người dân thấy ông Quy, 46 tuổi, trèo lên cột điện trên đường Trần Thị Khoe, xã Tân Thạch Tây, huyện Củ Chi. Không lâu sau, ông Quy được mọi người phát hiện bất tỉnh, treo lơ lửng trên cột điện cao khoảng 4 mét. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng tuy nhiên người này đã tử vong. Theo người dân, vào chiều tối ngày 15 tháng 5, khu vực này trời đổ mưa kèm gió mạnh, giật làm cây tràm đè đổ và đè đứt dây đường dây điện vào khu vườn nhà ông Quy. Sáng hôm sau, ông Quy đem theo đồ nghề lên cột điện để đấu lại lối đường dây điện thì bị điện giật. Nạn nhân có đeo đai bảo vệ buộc vào cột điện nên không bị rơi xuống đất. Hiện công an huyện Củ Chi vẫn đang điều tra và làm rõ nguyên nhân. Chúng ta không nên vì cố gắng làm mọi thứ để giảm đi chi phí mà dẫn đến thiệt mạng. Thay vì trèo lên cột điện với công suất lớn như vậy, chúng ta nên liên hệ với thợ điện để được hỗ trợ và sửa sang lại vì họ có nhiều hiểu biết, nhiều kinh nghiệm. Vậy nên là sẽ tránh được những hậu quả không mong muốn. Bài báo vừa rồi cũng là bài cảnh tỉnh cho chúng ta không nên cố làm một việc nguy hiểm để rồi dẫn đến thiệt hại về mạng. Mong cơ quan công an vào việc và điều tra rõ làm rõ vụ việc và đưa ra những lời cảnh tỉnh đến người dân địa phương. Nếu các bạn thấy bài viết mình vừa chia sẻ hay, có ý nghĩa, hãy cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.